vắng ai dễ thương. Thiên ngàn giới nhung giá thương, hồng dục gió bương cương, hiếp đói nhìn lẩm lẩm khoai phương, tương danh tánh hà cư hà xứ về. Ngã thống nhất hùng binh bố liệt, nề dân chi tiệt lỗ hà di, dẫm trường dục gió bôn phi, dò cớ mà cản hà cản dân. Nếu không biết lắng tai nghe cho rõ, ngọc túy lãnh giang danh hoài thế, kim quy đường thống xuất tây chinh, chính phàn nư làm giữ tử minh linh, ta ngã tánh tiết ứng luôn danh tự. Thì ra là tiết ứng luôn à, tên đẹp dữ nè. Tên đẹp đẹp xấu mặt ta, ai cần nàng khen? Tên đẹp thì tôi khen đó. Nhưng mà ta không cho khen đó. Tôi thích khen, ta, thích, ta... khen tôi thích khen. Trời đất ơi, khen cái gì chứ? Nè Tiết gia, nhị tánh Tiết gia chế ngự, chẳng hay Ngọc Tuy Sang đã có áp trại phu nhân chưa? Kim Tức Sàng còn động chút oai ương, hay là chưa thả lá gieo đào gì hả? Tiết công tử, bao ràng tiên dân hùng anh tâm cảm phục bấy lâu, chẳng ngờ hay còn vẫn thế gì có chưa hay là mơ mộng. Nói cho rằng thì tôi mới tránh được chưa tay dù cùng từ nay thấy nhau đông tạc nghiệp dĩ thành hôn phối, linh phụng sàng khuyết điểm mỹ nhân, chuyện tình duyên là thượng thảo đầu sơn, còn vợ chồng là kỳ tâm chi cuộc. Cha mẹ ta chưa đến nước cho nên ta sao chưa có vợ. Nói vậy là chàng chưa có vợ à? Mai thai, mai thai à. Nè, chưa có vợ mà gọi là mai à? Mai là mai thế nào? Thì mai là mai đó chưa lời ca tâm mơ, còn thiết đây cũng chưa chốn xe gì cha ơi, em muốn tạo lưỡng chớm mắt khỏi lòng. Đó chưa vợ, thiết đây cũng chưa có chồng, chắc có lẽ tơ hồng khiến xui gặp mặt. Thế ra Tiết công tử, thiết nhìn nhìn chàng áo não tâm can rung rời tay chân, tóc ta sẽ tình cảm mến Tiết gia lòng đầy yêu thương, xin Tiết gia chớ nên hừng hờ hay.
vậy? Đi ra, trời đất ơi. Nè, dữ quá. Bây giờ nè, có tránh đường cho tao qua hay không? Không tránh. Nói đi nói lại có tránh hay không? Không tránh. Được, nếu mà nàng không tránh thì em có trách ta. Mắng nhẹ cho mà biết đó. Mắng nhẹ? Mắng nhẹ là mắng làm sao vậy chàng? Mắng, mắng nhẹ là mắng chút xíu à. Mắng chút xíu hả? Chàng mắng thiếp nghe. Nhưng đi mà ghê lắm á nha. Ghê cỡ nào thiếp cũng chịu được hết. Trời đất ơi, bởi vậy ta nói nàng là cái con đứa tẹt. Mũi cũng cao lắm mà, có tẹt đâu. Đó, ghê không? Ghê, nói xạo là ghê lắm. Chàng ơi, nếu chàng đã mắng thiếp thì nghe thiếp đây mắng lại nha. Trời đất ơi, mắng lại đâu? Mắng sao mắng mà thiếp nghe mắng chơi. Còn ghê hơn chàng. Ghê hơn ta nữa? Dạ phải. Thử đi. Được rồi, chàng ơi nghe thiếp mắng nè. Thiếp mà là nữ tiệt thì chàng là nam tiệt. Nè, dạ. Cái đồ nữ tặc. Tiệt mà. Nữ tặc. Nam tặc. Nữ tặc. Mắng nhẹ mà nàng không chịu. Ta đi mắng nặng cho mà biết đó nha. Mắng nặng hả? Mắng nặng là mắng chừng này không? Bự hơn nữa đó. Bự hơn hả? Bây giờ ta nói nàng có tránh đường cho tao qua hay không? Không tránh. Một có tránh không? Không tránh. Hai có tránh không? Không tránh. Chả chả. Hãy nghe đây. Hạt đâu sánh gà đồng một lũ, cọp nào đâu kề với thỏ nọ một chuồng. Lấy nước đo trời làm sao biết tròn vuông, gấp mấy thở mà đòi chạy đua hơn nữa. Trời đất ơi, mắng nặng vậy đó hả? Thiếp lấy lời êm ả, chàng nhục mã nhiêu điều. Rồi sao? Nè, có biết ta là ai không? Không cần biết. Không cần biết sao ra chiến trường giao đấu giao thương. Anh của ta là Ô Lợi Hắc Danh đi. Chị thiếp mỹ tự bảo danh thần nữ. Chả chả, gặp kẻ thù rồi. Anh mi là kẻ thù của ta, đều ta có cho thỏa ân thù. Mau mau lấy đầu đường tướng Tây Liêu à. Sao cứng ngắc vậy nè? Cứng thả ta ra, hả? Thả ta ra. Điên rồi hả? Đánh ta nữa đi. Trời đất ơi, con đá mình nữa. Đánh ta nữa đi. Thả ta ra, thả ta ra. Thả chàng hả? Đâu có được. Được rồi. Nè, bắt được giặc giết đi chứ để. Chữ tử sanh kim cổ thường nề, nhiều ta đây, chính suối đã theo về. Dường gian không thể mở. À, coi kỳ Tiết Lan, người đẹp như vậy mà đào sao thiếp nở chứ cho được hà. Tiết Lan, vì cảm giác mến bài nên thiếp mới dối gạt mình là em của Ô Lợi Hắc. Chứ thật ra thiếp là giới hải bích công thần nữ, cùng Tiết Lan có nợ Tàu Khang. Nàng nói nàng là thần nữ, nàng không phải là... Thiếp không phải là em của Ô Lợi Hắc. Lời sư mẫu đã ban, thiếp cùng Tiết Lan thất nhật hòa duyên. Chuyện chúng ta là thiên duyên tiền đình. Nhưng mà ta trộm lệnh mẹ trừ Ô Lợi Hắc, giặc thì chưa trừ xong, mà bây giờ ở đây còn kết duyên với nàng thì làm sao mà nên hôn phối cho được. Tiết Lan, chàng yên tâm, thiếp cứ giúp chàng trừ Ô Lợi Hắc
sao về đường trào đói công chuộc tội. Được, vậy ta đây bằng lòng chấp thuận. Hô thơ tiếc là thật nữ. Hoàng nghe bao lời vâng truyền quyền danh đôi, ta với đánh bãi cam rơi đâu. Bởi không nghe từ thân đề thượng tuấn chính, nên dương phép màu hoàng môn hoa rồi nàng ở lại dạng ăn dạng